thì chẳng chẳng khác lắm. Người miền Mai Sơn của tỉnh Sơn La rất là vui, rất là vinh dự khi được biết tình tham gia với gia đình Hò Nhà Gái có địa chỉ tại Bản Bon, xã Văn Phạm, huyện Thuận Châu. Và ngay sau đây để các tỉnh tham gia thì trân trọng kính mời các ông và các bà, chúng ta sẽ bước lên phía trước để bắt tay nhau ạ. Xin mời. Kính thưa quý vị,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.